Thường nhiều bệnh nhân đặt cho chúng tôi câu hỏi là có thuộc gì để mà dự phòng tái biển mạch màu nào hay không thì thường câu trả lời là nó sẽ phụ thuộc vào việc là quý vị có yếu tố nguy cơ gì bên dưới. Còn ngoài ra thì chúng tôi không có cái thuốc gì chung chung để mà giúp quý vị dự phòng tái biển mạch màu nào cả. Thì tái biển mạch màu nào là nó có hai dạng, dạng số 1 người ta gọi là tái biển mạch màu nào do chạy màu nào. Cái nguyên nhân thường gặp của cái dạng này đó là do huyết áp cao huyết áp nó tăng lên quá cao nó làm tăng áp lực trong thanh mạch máu nó có thể làm vỡ mạch máu cho nên để mà giảm cái nguy cơ của cái này á, thì nếu như mà quý vị bị tăng huyết áp á, thì quý vị phải tìm cách để mà kiểm soát huyết áp của mình và đây là cái thể hiểm gặp hơn trong hai thể có thể có những cái nguyên nhân khác chẳng hạn như là do dị dạng mạch máu não nhưng mà nó rất là hiểm gặp cho nên tôi không có có đề cập ở, ở đây cái dạng thứ hai thường gặp hơn đó là cái dạng tái bị mạch máu não do tắc nghẽn mạch máu nào. thì thường gặp đó là trong à, mạch máu của quý vị nó sẽ có những cái mạng sơ vữa nó hình thành trong mạch máu à, theo thời gian cái mạng sơ vữa này chính là cả cái mạng cholesterol thì nó giống như là cái ống nước trong nhà của quý vị nếu như mà ống nước nó có nước bẩn lâu ngày á nó có thể lắng đóng À, lên thanh thanh của cái ống nước thì cái mạng sơ vữa này nó cũng hình thành với cái cơ chế tương tự như vậy rồi một ngày nó à, quý vị không may mắn thì một cái mạng sơ vữa này nó sẽ bị vỡ ra rồi nó sẽ hình thành một cái cục màu đông ở trên đó nó sẽ làm bị tắc cái mạch máu nuôi dưỡng cái phần nhu mô nào ở phía trên và nó sẽ làm cho quý vị bị đột quỵ hoặc là một cái trường hợp thứ hai nó cũng khá thường gặp đó là cái chỗ mặt máu ở vùng cổ của quý vị nó bị một cái mạng sơ vữa như thế này nó sẽ vỡ ra và nó hình thành cục màu đông cục màu đông này nó bóng ra rồi nó sẽ trôi lên phía trên nó sẽ làm tắc nghẽn một cái mặt mẫu ở phía trên và nó cũng gây ra đột quỵ và một cái trường hợp thứ ba đó là quý vị bị một cái bệnh lý ở trong của quả, quả trong quả tim người ta gọi là bệnh rung nhị hay còn gọi là AFib cái bệnh này có nghĩa là tim của quý vị nó đập loạn xa lên nó không có điều và khi mà tim nó đập loạn xạ và không có điều như thế này á thì thường nó rất là dễ hình thành cục máu đông ở trong quả tim của quý vị và cục máu đông này nó sẽ trôi theo dòng mẫu nó sẽ lên lên não và nó có thể gây ra đột quỵ và đối với cái trường hợp thứ ba như thế này á trong hầu hết cả cái trường hợp nếu như mà quý vị đã được chẩn đoán là rung nhĩ thì khả năng mà quý vị bị đột quỵ sẽ rất là cao thì cái cách duy nhất để mà phòng ngừa đột quỵ trong trường hợp này là bác sĩ thường sẽ kê đơn cho quý vị các cái thuốc loạn mẫu loại mạnh. Ngoài ra thì không còn cách nào nữa cả. Còn ngoài ra thì trong trường hợp mà tái biến mạch máu nào mà do cả cái mạng sơ vữa nó hình thành như thế này, đây là thể thường gặp nhất. Thì cái cách duy nhất để mà phòng ngừa tái biến mạch máu nào trong trường hợp này đó là quý vị phải phòng ngừa cái sự hình thành của những cái mạng sơ vữa này trước. Những cái yếu tố nguy cơ để mà hình thành những cái mạng sơ vữa như thế này á, gồm có thứ nhất đó là hút thuộc lá, đây là cái nguy cơ hàng đầu. Thứ hai đó là đã tháo đường, thứ ba là tăng cholesterol mẫu, thứ tư là tăng huyết áp, thứ năm là lối sống tỉnh tái, lười tập thể dục, thứ sáu là uống quá nhiều rượu bia và thứ bảy đó là béo phì. Cho nên để mà giúp dư phong độ quỵ thì bước đầu tiên và cũng là cái bước quan trọng nhất đó là quý vị phải kiểm soát tốt tất cả những cái yếu tố nguy cơ mà quý vị có. Và quý vị để ý ở đấy, những cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta liệt kê ra ở đấy là những cái yếu tố nguy cơ mà nó có thể kiểm soát được bằng thay đổi lối sống. Ví dụ như hút thuốc lá, thì cái bước đầu tiên là quý vị phải tìm cách đó là ngừng hút thuốc lá. Hoặc là đại thảo đường, tăng cholesterol mẫu hoặc là tăng huyết áp thì ba bệnh lý này họ gọi là bệnh chuyển hóa và do lối sống. Thì bước đầu tiên để mà có thể kiểm soát cả ba bệnh lý này cùng một lúc đó là quý vị phải phải thay đổi chế độ ăn, giảm lượng mỡ, đường và bột, ăn nhiều rau trái cây, à, ăn cả cái loại thịt trắng, giảm cả cái loại thịt đỏ, tăng cường vận động thể dục và và hạn chế chế muối. Tăng cường vận động thể dục thì người ta khuyên là quý vị phải tập thể dục ít nhất là 30 phút một ngày và trong ít nhất là 5 ngày một tuần. Nếu như mà quý vị có uống nhiều rượu bia thì người ta khuyên là đối với nữ giới á, thì không được uống quá một lon bia mỗi ngày. Còn đối với nam giới thì không uống quá một đến hai lon bia mỗi ngày. Còn nếu như mà quý vị béo phì thì quý vị phải tìm cách để mà giảm cân. Nếu như mà quý vị muốn giảm cân mà gặp nhiều khó khăn á, thì quý vị có thể nói cho bác sĩ của quý vị biết tại vì chúng tôi có nhiều phương pháp khác nhau để mà giảm cân cho quý vị và nếu như mà những cái cái thay đổi lối sống như thế này mà không thành công thì lúc này chúng ta sẽ nghĩ tới việc là chúng ta sẽ sẽ sử dụng thuốc ví dụ như nếu như quý vị thay đổi lối sống mà quý vị không kiểm soát được cái bệnh tiểu đường thì lúc này chúng tôi sẽ cho quý vị uống thuốc tiểu đường để mà kiểm soát đường huyết của quý vị hoặc nếu như mà quý vị bị tăng cholesterol mà kiểm soát lối sống không thành công thì chúng tôi sẽ cho quý vị uống thuốc hạ cholesterol máu. Hoặc nếu như mà quý vị bị tăng huyết áp mà thay đổi lối sống nó không thành công thì chúng tôi sẽ kê đơn thuốc huyết áp cho quý vị. Và trong những cái trường hợp mà trước đó quý vị đã bị đột quỵ do một cái mạng sơ vữa nào đỏ nó vỡ ra rồi và hình thành cục máu đông thì nguy cơ mà quý vị bị một cái biến cố tương tự tiếp theo sẽ rất là cao. Và trong trường hợp này thì thông thường chúng tôi sẽ kê đơn cho quý vị một cái thuốc có tên là aspirin. Aspirin khi mà sử dụng liều thấp, tức là liều 81mg hay còn gọi là baby aspirin thì nó có tác dụng loạn máu. Nó sẽ giúp ngăn ngừa cái sự hình thành của cục máu đông và nó sẽ giúp ngăn ngừa một cái biến cổ tương tự tư tiếp theo xảy ra cho quý vị. Và trong trường hợp này, trong trường hợp quý vị đã bị một cái biến cổ bị đột quỵ rồi á thì thường chúng tôi cũng sẽ kê cho quý vị một cái thuốc điều trị tăng mỡ máu nhóm statin chẳng hạn như atorvastatin hoặc là rosuvastatin cho dù nồng độ cholesterol của quý vị bình thường bởi vì cái nhóm thuốc này á bên cạnh nó làm giảm cholesterol á thì nó còn giúp hạn chế cái sự hình thành của những cái mạng sơ vữa mới nó cũng giúp ổn định mạng sơ vữa và giúp cho cái mạng sơ vữa đó nó không bị vỡ ra và thông thường những cái thuốc mà chúng tôi kê đơn cho quý vị như thế này á, thì thường quý vị phải uống trong thời gian rất là dài. Và trong hầu hết cả các trường hợp là quý vị sẽ phải phải uống suốt đời. Thì nói tóm lại, không có thuốc gì cụ thể để mà dự phòng đột quỵ cho quý vị. Chỉ có kiểm soát yếu tố nguy cơ. Nếu như mà quý vị có yếu tố nguy cơ nào thì quý vị kiểm soát yếu tố nguy cơ đó. Kiểm soát yếu tố nguy cơ thông thường á, là thông qua thay đổi lối sống trước nếu như mà mình à, thay đổi lối sống mà không đáp ứng thì lúc đó mình sẽ sẽ uống thuốc và thuốc thì phụ thuộc vào yếu tố nguy cơ. Thì hy vọng cái bài nói chuyện ngắn nhưng mà giúp quý vị hiểu hơn về cách chúng ta dự phòng đột quỵ, à, kính chúc quý vị sức khỏe.